Trong bài này chúng ta sẽ bàn đến cái static. Như vậy ở đây cái static mà lúc nãy mà chúng ta nói đó là lúc chúng ta sử dụng. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm đến những cái phương thức để mà các bạn sử dụng sau này. Nó rất là thuận tiện trong cái quá trình mà mình xử lý. Ví dụ như là mình có cái phương thức, thầy sẽ ví dụ tạo ra đây một cái class, đây là my class đi ha. Ở trong này người ta để là my class này, new class đổi lại thành my class. Trong phương thức này thầy sẽ tạo ra một cái biến có cái từ khóa là static, một cái thuộc tính static public in it, static public in it, và chúng ta sẽ có một cái phương thức gọi là tăng x. Phương thức static public void tăng 2 đi, tăng lên 2 đơn vị. Vô trong này mình sẽ lấy x cộng bằng 2, x cộng bằng 2, x cộng bằng 2 static public x, x cộng bằng 2. X cộng bằng 2. Qua bên phần main. Ở trong cái phương thức main, các bạn sẽ add out cái myClass.x. Rồi, chỉ làm mỗi một việc đó thôi. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ myClass.x bằng 10. myClass.x 10. Rồi, mình lấy myClass.tăng 2 12. Như vậy các bạn thấy có một điều gì lạ ở đây không? Điều gì lạ không ạ? Hả? Có gì lạ? Trong cái hàm main của mình có khai báo một cái biến nào không? Không. Không có khai báo bất kỳ một cái biến nào. Đúng không? Nhưng mà mình vẫn có thể đang thao tác tăng giảm. Rồi bây giờ bên này thầy viết một phương thức khác. Không phải là tăng 2 mà là tăng n. Nt n cộng n. Được không? Rồi, bên này thầy gọi là tăng n. Và ở đây thầy đưa vô là 6. 16.
mình đang dùng một cái phương thức này mà các bạn cũng đang dùng là static nè, string s, ví dụ mình cho là bằng abc chấm phẩy, string, hoặc là mình s out s chấm mình s out string chấm value of, string chấm value of in 123 để thử chỗ này trước đã. String chấm value of 123 đổi nó sang chữ string double chấm compare đây, ok. Như vậy mình nhìn cái này dễ hơn. Hồi hôm trước mình có xài là double compare, ví dụ như là số 3 với số 6, thì cái hàm này nó trả về cho mình một cái kết quả là số nào lớn hơn số nào. Nhưng mà mình không cần khai báo biến, không cần gì hết, chúng ta cứ double một cái chúng ta gọi phương thức luôn. Thì do cái phương thức mà compare này nó được khai báo static. Đó, tương tự như cái lớp của mình là cái class, my class của mình là static. Các cái phương thức mà thầy đang viết cũng static. Cho nên chúng ta không cần khai báo bất kỳ một biến nào, nó cũng có thể gọi đến cái class đó để sử dụng các phương thức. Làm sao mà nó biết nằm ở đâu mà nó gọi đến nó sử dụng? Vì khi bạn biên dịch cái chương trình này nè, thì cái my class này nó tự động nó biên dịch. Và nó mà cái biến này là static thì nó tự động khởi trào bộ nhớ và nó cho cái thuộc tính x này chứa đựng trong đó. Dùng hay không dùng vẫn được cấp phép bộ nhớ. Cho nên những cái class static là những class mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì chúng ta nên xài. Bởi vì khi các bạn biên dịch là nó đã dành một cái bộ nhớ cho cái phương thức này rồi, cho cái thuộc tính này rồi. Xài không xài gì nó cũng cấp cho mình là một cái cỡ ô nhớ kiểu in. Xài không xài gì nó cũng cấp. Còn nếu như bạn khai báo biến in A thì lúc biên dịch đến đó chúng ta cần khai báo cái biến thì nó mới cấp bộ nhớ. Còn đối với static là tự nó cấp ngay từ đầu. Đó. Vì nó cấp ngay từ đầu cho nên là chương trình mình chạy ở đâu nó cũng biết là cái x này đang nằm chỗ nào, được cấp phép trước. Hiểu được cái static chưa? Static là được cấp phép trước. Rồi, chúng ta đã demo cái static xong.